vị và các bạn thân mến, trong những ngày Tết là dịp mà lượng thức ăn của mỗi gia đình đều rất phong phú. Bên cạnh đó thì những hoạt động vui chơi, ăn uống của mỗi người cũng có nhiều thay đổi ảnh hưởng đến sức khỏe. Chính vì vậy mà việc ăn uống, giữ gìn sức khỏe cũng rất là quan trọng để được vui xuân đón Tết một cách trọn vẹn. Trong chương trình hôm nay, bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Văn Độ, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ mang đến cho chúng ta những thông tin bổ ích về vấn đề này. Xin chào bác sĩ ạ. Trước hết xin bác sĩ cho biết trong dịp Tết thì chúng ta nên ăn những món gì và những thức ăn nào thì nên hạn chế ạ? Mà vì sao phải như vậy? Vâng, chào chị, chào quý bạn đang theo dõi truyền hình. Thì chúng ta biết ngày Tết sắp đến rồi, thì ngày Tết vui xuân thì chúng ta có cái phong tập tục tới thăm các cái gia đình và tổ chức các cái buổi bữa tiệc. Thì ngày hôm nay thì chúng tôi xin tư vấn cho các bạn những các cái món ăn nhẹ ngày Tết để đảm bảo sức khỏe vui xuân, và những cái món ăn chúng ta nên tránh để chúng ta bảo vệ sức khỏe cho mình. Như là tăng cường các cái thức ăn nhẹ nên dùng vào ngày Tết. Cái món chúng ta nên tăng cường đó là các cái loại rau tươi. Vì sao chúng ta phải dùng rau tươi? Vì nó hỗ trợ cho cái việc tiêu hóa rất nhiều. Nó giúp cái hệ thống tiêu hóa được khỏe mạnh. Và nó làm hệ tiêu hóa sẽ làm việc tốt hơn. Nó cung cấp các cái chất xơ cần thiết giúp ruột hoạt động tốt. Nó giảm cái thời gian di chuyển của cái phân, nên ngăn cản cái hiệu quả của cái trứng táo bón. Nếu mà chúng ta ăn nhiều rau thì nó còn giúp cho các bạn đỡ ngán, nó vừa cung cấp nước và một số các cái chất dinh dưỡng cho cơ thể. Ngoài ra nó còn có tác dụng là xoa dịu cái cơn đói và nó làm giảm các cái cảm giác thèm ăn nhanh chóng. Từ đó thì giúp cơ thể tránh lạc vào những các cái món ăn giàu mỡ hay là chất béo và không tốt cho sức khỏe, và nó giúp cơ thể tránh được cái tình trạng đầy hơi hay là khó tiêu do ăn quá nhiều trong ngày Tết. Tương tự với việc sử dụng rau xanh thì các bạn nên dùng nước trái cây, vì nước trái cây thì nó sẽ thay được cho cái nước ngọt, và đặc biệt nước ngọt có ga, và nó cũng sẽ giúp cho cái tiêu hóa tốt hơn. Thứ ba là các bạn nên chọn cái thực phẩm giàu đạm, vì thực phẩm giàu đạm ví dụ như trứng gà hay là các cái hải sản, vì thực phẩm giàu đạm nó có nhiều các protein, khi ăn vào thì nó làm cho dạ dày chúng ta có cảm giác no, nhanh no và no lâu, thì chúng ta sẽ đỡ thèm các cái loại thực phẩm khác. Và trong quá trình sử dụng các cái đạm đó thì cũng đảm bảo được cái năng lượng cho cái cuộc sống. Và phần thứ ba, thứ tư nữa là chúng ta nên chọn các cái quả trái cây chua để làm cho cái thèm ăn của chúng ta về cái của ngọt nó cũng đỡ đi. Thì các cái món ăn mà chúng ta cần chọn đó là các cái quả như là cam, quýt, nho, ổi. Thì đấy cũng là một các cái món ăn mà nó giúp cho cơ thể đảm bảo được cái năng lượng sinh hoạt, và nó tốt cho tiêu hóa và nó giảm thiểu được các cái chất ăn giàu mỡ. Nhưng mà trong quá trình thì chúng ta biết rồi, các cái món chiên thì bắt buộc nó phải có trong ngày Tết. Thì chúng ta đã sử dụng các món chiên thì chúng ta thay cái dầu thực vật bằng các cái mỡ động vật cho nó tốt. Thì đấy là một số cái khuyến cáo cho các bạn nên dùng những cái thực phẩm ngày Tết để đảm bảo sức khỏe cho bạn. Và chúng ta cũng nên tránh các cái thực phẩm mà không nên dùng cho ngày Tết. Ví dụ như là thịt mỡ, lạp xưởng hay là giấm bông, xúc xích, bánh ngọt, kẹo. Đấy là những cái thực phẩm trong đông y gọi là cái thức ăn nặng, thì nó làm cho tiêu hóa là khó tiêu, và nó áp mạch thành bụng chướng hơi và có thể gây nên các cái chứng rối loạn tiêu hóa. Vì những cái chất này là nó nhiều các cái đạm, nó gây cho cái cơ thể chúng ta là no lâu, sình bụng. Và các cái loại chúng ta không nên ăn nữa là các cái hạt mà ngày Tết dùng nhiều. Đó là các cái hạt hướng dương, hạt điều hay là hạt dưa. Thì trong các cái hạt này thì nó cũng nhiều các cái năng lượng. Trong các cái hạt này nó bổ sung quá nhiều, mà trong khi ngày Tết thì chúng ta đã ăn các cái thức ăn nhiều đạm rồi. Nên chính thế thì khi chúng ta ăn nhiều các hạt này thì nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta trì trệ tiêu hóa, khó tiêu hơn, nên chúng ta hạn chế các ăn các cái hạt điều, dưa cũng như là các cái hạt hướng dương, đặc biệt đồ ngọt.
Đồ ngọt thì các bạn biết rồi, nó sẽ cung cấp nhiều đường, nhiều năng lượng. Thì các bạn nên hạn chế ăn càng tốt, và tốt nhất là các bạn muốn giảm cân thì chúng ta càng nên ăn ít đường thì là càng tốt. À, thưa bác sĩ, ngoài cái việc lựa chọn thức ăn cho phù hợp trong những ngày Tết thì việc bảo quản thức ăn cũng là rất quan trọng. Xin bác sĩ cho biết những sai lầm, những quan niệm sai lầm trong cái việc bảo quản thức ăn thường gặp và cần phải điều chỉnh như thế nào ạ? Vâng, thưa chị, thưa bạn nghe đài, thì cuộc sống chúng ta vẫn diễn ra bình thường, nhưng mà trong các cái cách mà các quý vị chúng ta bảo quản thực phẩm thì trên thực tế là chúng ta cứ làm theo thói quen, nhưng mà thực tế là nó có hại cho sức khỏe. Như là trên thực tế thì chúng ta bảo quản thực phẩm, thứ nhất là không đậy nắp thức ăn khi mà cho vào tủ lạnh, hoặc là để thực phẩm sống quá lâu, hay là thức ăn thừa quá lâu vào trong tủ lạnh, như thế là không tốt. Vì chúng ta biết những cái hoa quả cũng như là đồ ăn thừa thì chỉ nên để cái nhiệt độ thường bên ngoài là 2 giờ. Nếu mà chúng ta đã để sau 2 giờ thì nó đã bị phân hủy, nó đã bị ô nhiễm, lúc đó chúng ta đưa vào tủ lạnh thì nó không đảm bảo cho an toàn vệ sinh thực phẩm là cái thứ nhất. Thứ hai là cái nhiệt độ của cái tủ lạnh thì thường là chúng ta không để ý. Chúng ta vặn cái tủ lạnh, một là lạnh ở tủ nó có hai cái học, học mát và học lạnh. Nếu mà cái học lạnh mà chúng ta trên 4 độ C thì đấy là vẫn là phát triển của vi khuẩn, và dưới nếu mà bảo quản lạnh thì nó có cái học đông lạnh thì phải là dưới 18 độ. Nên chính thế thì chúng ta phải để ý cái học mát bao giờ cũng phải kiểm soát là phải dưới 4 độ C, và cái học đông lạnh thì cũng phải là dưới 18 độ C, vì chúng ta biết là trên 4 độ C thì vi khuẩn vẫn thích hợp cho phát triển vi khuẩn virus ký sinh trùng, nên chính thế là cái nhiệt độ trong tủ lạnh là chúng ta cũng phải để ý. Cái thứ hai là cái thói quen chúng ta, nhiều người vẫn cứ tranh thủ mua thực phẩm về để trong tủ lâu, như là thịt cá, thì đấy cũng là một cái sai lầm không nên thực hiện, vì chúng ta biết là mỗi một cái nguyên liệu thực phẩm thì nó có cái thời gian bảo quản khác nhau. Ví dụ như là cá biển thì không để được quá 3 ngày, hay là hoa quả nước thì không để được quá 2 tuần, hay là kem không để được quá 5 ngày, cũng như là format không để được quá 3 tháng. Thì đấy là những cái chúng ta biết trong cùng một cái tủ lạnh, cùng một ngăn mát, nhưng mỗi một cái nguyên liệu thì nó có cái thời gian bảo quản khác nhau. Và chúng ta để thịt vào trong cái ngăn trên của cái tủ lạnh như thế là cũng không đúng, vì trong khi chúng ta để thịt vào cái ngăn trên của tủ lạnh thì cái nước của cái thịt đó nó sẽ thấm xuống bên dưới, nó sẽ có những cái mầm bệnh, những cái vi khuẩn, thì nó sẽ ảnh hưởng lây lan cho các cái rau củ quả chúng ta để ở ngăn dưới. Nên chính vì thế chúng ta muốn để thì chúng ta phải rửa sạch và chúng ta cho vào cái hộp nhựa và chúng ta đậy lại và chúng ta để ngăn dưới cùng. Thì đấy là cái việc bảo quản thức ăn trong tủ lạnh. Về vệ sinh tủ lạnh thì chúng ta vẫn có cái thói quen, các cái gia đình vẫn để vệ sinh trong tủ lạnh, nhưng mà chúng ta lâu lâu thì chúng ta mới làm vệ sinh tủ lạnh. Thì theo các cái chuyên gia về an toàn thực phẩm thì người ta khuyên là chúng ta phải vệ sinh tủ lạnh ít nhất là 2 tuần một lần, còn thường là 1 tuần chúng ta phải vệ sinh tủ lạnh. Và chúng ta đưa cái thực phẩm rã đông vào trong tủ lạnh cũng là một cái không đúng. Vì chúng ta nhớ cho được, khi mà chúng ta đã rã đông rồi thì lúc đó là vi khuẩn nó đã phát triển và nó có nhiều nước, mà chúng ta lại đưa vào trong tủ lạnh thì cái thực phẩm đó nó cũng không an toàn. Nên chính thế là chúng ta phải có kế hoạch là khi nào chúng ta định chắc chắn là chúng ta sẽ sử dụng cái thực phẩm đó, chúng ta đưa ra ngoài rã đông thì chúng ta phải làm liền. Thì đấy là cái về cái rã đông. Và cái nữa là chúng ta cũng hay sai lầm là chúng ta để lẫn lộn trong một cái hộc mát, cả thức ăn cũ, cả thức ăn mới, cả cái thức ăn sống, cả thức ăn chín, thì đây là cái không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm do nó lây nhiễm chéo. Và cái nữa là chúng ta thường có cái thói quen là để thực phẩm vào trong tủ lạnh thì lại không đậy nắp, thì nó sẽ làm cho cái mùi của cái tủ lạnh, cả cái tủ lạnh đó nó không an toàn cho cái thức ăn đó, và thức ăn sống, thức ăn chín cũng trong một cái tủ lạnh thì nó có một cái quy định về cái bảo quản của cái thực phẩm sống và thực phẩm chín khác nhau. Và cái sai lầm nữa là thực tế chúng ta thấy là nhiều khi chúng ta không rửa, khi mà chúng ta mua cái thực phẩm về
chúng ta không rửa thì chúng ta cũng cho vào trong tủ lạnh, như thế là không đúng. Vì lúc đó là nó còn mầm bệnh hay là còn đất cát, chúng ta đem vào trong tủ lạnh thì vi khuẩn nó vẫn có các cái điều kiện sinh sôi phát triển ở trong đó. Thì đấy là những cái mà trên thực tế chúng tôi thấy trong quá trình bảo quản lạnh ở tủ lạnh của chúng ta là chưa đúng. Vâng, vậy thì bác sĩ có lời khuyên gì, có một lưu ý gì để bảo quản thức ăn cho thật là tốt ạ? Vâng, thì qua thực tế thì lời khuyên của bác sĩ khi chúng ta bảo quản thức ăn trong tủ lạnh thì chúng ta nên, thứ nhất là chúng ta phải hiểu cho được tủ lạnh là bảo quản là vi khuẩn không chết mà nó chỉ ngừng phát triển hoặc nó chỉ ngủ. Đôi khi chúng ta đưa cái thực phẩm đó ra bên ngoài với cái nhiệt độ ra ở nhà cũng như là nhiệt độ của cơ thể thì vi khuẩn nó lại tiếp tục nó sinh sôi nảy nở, nó phát triển và nó cũng có thể lại tiếp tục gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta do các bệnh và dịch bệnh. Cái thứ hai là nếu mà chúng ta để mà phòng tránh bệnh tật, giữ gìn vệ sinh thực phẩm tốt khi sử dụng tủ lạnh thì chúng tôi khuyên người tiêu dùng nên thực hiện tốt mấy việc sau. Thứ nhất là chúng ta dùng nước làm kem hoặc là chúng ta làm đá thì bắt buộc là phải là nước đun sôi. Cái thứ hai là thức ăn chín mà muốn để dành thì các quý vị cũng nên để trước 2 giờ sau khi chúng ta đã xào nấu chín, chứ không được để quá 4 giờ. Và khi chúng ta lấy cái thức ăn ra ngoài khỏi tủ thì chúng ta cũng phải ăn trước 4 giờ. Và những cái thức ăn sống như là thịt cá, chúng ta mua về thì bắt buộc là chúng ta phải sơ chế, chúng ta phải rửa, chúng ta phải bằng nước sạch rồi chúng ta để ráo nước. Sau đó rồi chúng ta dùng các cái hộc rồi chúng ta đậy vào rồi chúng ta phải cho vào cái ngăn dưới của cái tủ, cũng như là rau củ quả chúng ta mua về thì chúng ta cũng phải rửa rồi chúng ta để ráo nước bằng nước sạch, rồi chúng ta dùng các cái phủ thực phẩm mà người ta hay bán ở các cái siêu thị để về chúng ta đậy vào các cái thức ăn đó rồi chúng ta phải cho vào tủ. Và một cái chúng ta cần nhớ nữa là cái tủ lạnh nó chỉ là một cái phương tiện bảo quản thức ăn ấy, chứ nó không có cái tác dụng diệt khuẩn. Vì vậy thức ăn đưa vào tủ lạnh thì phải là những cái thức ăn sạch và đã được sơ chế cũng như là được làm ráo thì chúng ta phải đưa vào trong tủ lạnh. Vâng, thưa bác sĩ, mục đích của việc bảo quản thức ăn là để phòng tránh ngộ độc. Nhưng trong dịp Tết thì ngộ độc thức ăn cũng rất dễ xảy ra. Vậy xin bác sĩ cho biết nếu mà gặp những trường hợp mà ngộ độc thức ăn thì chúng ta phải làm gì ạ? Vâng, thì trước tiên là chúng ta phải làm các cái việc sau là chúng ta ngưng ngay không sử dụng cái thức ăn, thức uống đó nữa. Cái thứ hai là chúng ta phải đưa thức ăn đó ra ngoài cơ thể bằng cách là chúng ta phải gây nôn. Gây nôn thì cái biện pháp đơn giản nhất là chúng ta móc họng để gây nôn, hoặc là chúng ta dùng cái lông gà để chúng ta ngoáy kích thích họng để gây nôn, hoặc là chúng ta có thể là dùng cái mùn nước thớt để chúng ta gây nôn. Đấy là cái biện pháp dân gian. Còn ngoài ra thì chúng ta có thể là chúng ta uống cái nước pha hai cái thìa cà phê muối vào ly nước nóng ấm rồi chúng ta uống rồi chúng ta gây nôn. Nhưng mà trong cái biện pháp gây nôn thì đối với trẻ em thì chúng ta phải đặc biệt chú ý là chúng ta phải làm sao để khỏi chảy xước họng của trẻ, cũng như là chúng ta phải để trẻ nằm đầu thấp rồi nằm nghiêng sang một bên, rồi chúng ta phải có khăn lau thường xuyên cho trẻ, rồi chúng ta làm sạch mồm của trẻ sau khi nôn. Đặc biệt chúng ta không được trẻ đặt để trẻ nằm ngửa nôn thì nó sẽ bị sặc cái nôn đó vào phổi và có thể dẫn đến tử vong. Và những cái trường hợp mà chúng ta thống nhất với nhau là khi mà ăn trước nôn mà có biểu hiện chúng ta thức ăn trước 6 tiếng thì chúng ta mới gây nôn. Còn nếu mà thức ăn mà đã sau 6 tiếng rồi thì nó đã ngấm một phần vào cơ thể rồi thì bắt buộc là chúng ta phải dùng các cái chất như là trung hòa hay là chất bảo vệ niêm mạc dạ dày hay là chất kết tủa dạ dày theo cái hướng dẫn đó. Và cuối cùng thì chúng ta phải sử dụng cái theo cái hướng dẫn rồi, và khi chúng ta đã nôn xong thì bắt buộc trong cái quy định về ngộ độc thực phẩm là sau khi sơ cứu cấp cứu xong thì chúng ta phải
đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, để được hướng dẫn và để được chăm sóc. Và trong quá trình mà chúng ta bù nước điện giải thì chúng ta sẽ pha một gói Orezone cho một cái lít nước sôi để nguội và chúng ta cũng chỉ được uống trong ngày. Và một cái lưu ý trong quá trình ngộ độc thực phẩm, cái đầu tiên là chúng ta phải giữ được cái thực phẩm, cái thức ăn đó, cái chất nôn đó để cho bác sĩ lấy và xét nghiệm để tìm cái căn nguyên để có cái phác đồ điều trị nhanh khỏi khỏe nhất. Cái thứ hai chúng ta không được làm đó là chúng ta không được uống các cái thuốc để cầm không đi ngoài. Và cái tiếp theo nữa là lưu ý đối với trường hợp mà chúng ta bị ngộ độc rồi thì sau khi mà muốn nhanh khỏi khỏe thì chúng ta cũng phải có cái chế độ ăn nhất định, như là ăn ít một nhiều bữa. Cái thứ hai là chúng ta phải nghỉ ngơi. Và cái thứ ba là chúng ta phải tránh xa bia rượu cũng như là các cái chất kích thích ấy. Vâng, cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình và cảm ơn những kiến thức bổ ích bác sĩ đã dành cho bạn xem đài. Nhân dịp năm mới, những người thực hiện chương trình xin kính chúc bác sĩ một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công ạ. Vâng, xin chào chị, xin chào quý vị bạn nghe đài. Cũng nhân năm mới thì xin kính chúc chị như bạn xem truyền hình có một sức khỏe, hạnh phúc, thành công và trở thành người tiêu dùng thông thái để bảo vệ sức khỏe cho mình, cho gia đình và cho cộng đồng. Xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ. Chúng ta sẽ cùng nhau làm món bánh bột lọc. Và món này chịu khó kỳ công một chút xíu, bởi vì mỗi công đoạn, mỗi thao tác của chúng ta làm phải khéo tay một chút xíu thì làm ra cái bánh nó đẹp. Yeah. Để chế biến món này thì chúng ta mua lá chuối sẵn, và lá chuối chúng ta sẽ để trước một hai ngày cho nó héo, hoặc không thì chúng ta có thể trụng qua nước nóng rồi lấy ra để cho nó dịu đi, và khi mà mình gói cái bánh thì nó dễ hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta có tôm nè, rồi có thịt. Dĩ nhiên là để cho cái màu nó đẹp thì chúng ta có màu dầu điều, bột điều màu, để một chút xíu chúng ta sẽ rim tôm thịt chung với nhau. Bên cạnh đó thì có thể ăn kèm với nước mắm, thì nước mắm thì có tỏi, ớt và chanh, hành lá thì chút xíu anh sẽ làm dầu hành để